vậy đặt Phật hôm nay với lòng thành kính con phát danh nguyên vũ phật tự giúp lợi con cũng xin ông địa ông thần tài xin ông bà đất đai nhân cách nhà chú thím ba linh thiêng hôm nay con về chân bông nè nay chân bông cho trả lễ ông nè lâu quá không có xin lọc ông hôm nay chân bông mới thành tâm thắp nén tâm hương đốt điếu thuốc con xin ông độ ban cho cái lộc một thể xăm may mắn cho ngày mai thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung xin ông độ ban cho thể xăm hoặc có cái lộc về trúng khớp trúng ngày trúng giờ miền Nam có là đại tên Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung và cũng xin ông độ cho số thể xăm này về trước có cái lộc trước hôm nay bà con tham khảo ở Bến Tre Vũng Tàu hôm nay cũng được cái lộc hôm nay mô a di đà Phật con cúi xin ông địa ông thần tài xin ông độ ban cho một thể xăm và cầu được cái lộc may mắn ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng ngày mai là ngày mùng 1 tháng 11 trở lại con giáp đầu tiên tuổi Tý tất nhiên là theo như quan điểm hồi xưa là ngày cũng như là ngày Tết đầu con giáp mới con xin ông độ cho ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mọi chuyện đều thuận lợi làm ăn bà con cô bác ai cũng được cái lộc may mắn mua gì đạo Phật con cúi xin ông địa ông thần tài xin ông đèn trời soi xét xin ông ngân điển độ ban cho một thể xăm cầu tạ cả được cả lộc may mắn ngày thứ tư ngày hôm nay Cần Thơ ngày mùng 1 tháng 11 nhằm ngày 13 tháng 12 con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi quỳ trước xin chư vị thần linh xin ông địa ông thần tài xin ông bà đất đai nhân trạch xin ông độ cho một thể xăm cầu được cả lộc may mắn ngày đầu tháng Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin ông địa ông thần tài xin ông độ ban cho một thể xăm cầu cái lộc may mắn ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung để giúp cho bà con trên kênh của con mọi người tham khảo mua tờ vé số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ tư Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin ông địa ông thần tài xin ông độ cho ngày đầu tháng mùng một sớm mai mùng hai đầu tháng được cái lộc may mắn đầu được một cái thể xăm anh bóp xuống con cũng quay vào trong con trình lễ con xin ông địa ông thần tài xin ông đèn trời soi xét xin độ cho số thể xăm này có được cái lộc ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng xin ông độ cho về rực rỡ giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc từ số thể xăm này và cũng xin ông ban cho số thể xăm này hôm nay con úp video lên sớm bây giờ là 15 giờ con xin cái video này con úp lên chắc 15 giờ 30 bà con sẽ xem được con xin ông độ cho về trước đại Bến Tre Vũng Tàu hôm nay có cái lộc lớn từ số thể xăm này Nam Mô A Di Đà Phật tới ngày mùng 10 tháng 11 này con nguyện tắm rửa kim thân của quý ngài con trả lễ chư vị bộ tắm rửa kim thân con trả lễ chư vị bộ tâm sơn ngày mùng 10 còn nếu như có cái lộc ngày mai con sẽ thỉnh bánh gì con cúng con trả lễ không con xin ông địa ông thần tài độ cho số thể xăm này có cái lộc gì trước ngày hôm nay đài Bến Tre Vũng Tàu và ngày mai trúng ngày trúng giờ đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng con xin cho ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng ông độ trước cho về Bến Tre Vũng Tàu hôm nay bà con có cái lộc ngày hôm nay ngày mai con thành tâm con thỉnh trả lễ bánh cho ông Nam Mô A Di Đà Phật con xin ông độ ban cho số thể xăm này được cái lộc lớn để cho bà con của bác trên kênh của con ai cũng đều được cái lộc may mắn ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng con xin ông độ cho số thể xăm này về trùng khớp trúng ngày trúng giờ ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đều có miền Bắc miền Trung Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin ông địa ông thần tài ông bà đất đai nhân trạch nhà chú thím ba linh thiêng và cũng xin ông độ cho về trước đại Bến Tre Vũng Tàu hôm nay số thể xăm này có cái lộc sáng mai con thỉnh bánh về con trả lễ ông Nam Mô A Di Đà Phật con xin ông độ cho hôm nay con trả lễ trầu cao với bánh con xin ông độ cho về trước đại Bến Tre hôm nay về trước ngày hôm nay số thể xăm là về trước ngày hôm nay đại Bến Tre Vũng Tàu sáng mai con thành tâm con trả lễ bánh và cũng xin ông độ cho về trùng khớp trúng ngày trúng giờ đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng mai con có cái lộc đại Bến Tre trước con trả lễ bánh rồi ngày mai con tiếp tục con trả lễ bánh rồi con xin cái lộc cho ngày thứ năm Nam Mô A Di Đà Phật con xin đón nhận số thể xăm là số 45 số thể xăm là số 45 con xin ông địa thần tài thật là trùng hợp ngẫu nhiên hôm nay ngày thứ ba thì ông độ cho 845 về đài Bến Tre Vũng Tàu 845 có cái lộc lớn đài Bến Tre Vũng Tàu trước đài Bến Tre Vũng Tàu ngày hôm nay ngày mai đài thứ tư cũng 845 về đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng xin ông độ cho về trùng khớp trúng ngày trúng giờ nếu mà hôm nay đài Bến Tre Vũng Tàu có 845 con sáng mai con thỉnh trầu cao với bánh con quay trở lại con về con trả lễ ông trước xin ông thêm một lần nữa ông độ cho đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin ông địa ông thần tài xin ông độ ban cho Nam Mô A Di Đà Phật
xin ông độ cho về trước ngày hôm nay 45 8 45, cho bà con của bác có cái lọc tại Bến Tre, Vũng Tàu ngày hôm nay, ngày mai đúng ngày đúng giờ, đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023. Con xin ông độ cho sáng mai nếu có cái lọc, chiều nay có cái lọc 45 8 45, con thành tâm tỉnh bánh với trầu cao gì con trả lời ông. Con xin ông địa ông thần tài độ cho, con xin để vào trong đây. Con xin ông điểm chỉ độ cho số này có cái lọc lớn rực rỡ. Con thành tâm con trả lời ông địa ông thần tài, cúi xin ông địa ông thần tài ban cái phước cái lọc. Nam mô A Di Đà Phật. Mến chào bà con cô bác anh chị em ha, dắt lại thành tâm dắt lại xin cái lọc cho ngày thứ tư, ngày mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng. Cho ngày thứ tư miền Nam có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đi có miền Bắc, miền Trung, dắt lại cũng xin nguyện chư vị độ cho về trước ngày hôm nay thì Bến Tre, Vũng Tàu, thì bà con nào thích tham khảo sớm thì tham khảo, còn không thích thì không nên tham khảo ha. Nếu mà nhiều chiều nay mà có lọc ông cho độ cho về trước đài Bến Tre, Vũng Tàu, sáng mai dắt lại thỉnh trầu cao với bánh về dắt lại trả lễ. Hôm nay dắt lại thành tâm chưng bông nè, chưng bông nè, cúng xin cái lọc cho bà con ha. Bây giờ là 15 giờ, dắt lại quay video này, dắt lại up video lên. Nếu như bà con nào có hữu duyên xem thì có thể tham khảo trước, còn không thích thì bà con để ngày mai đúng ngày đúng giờ ha. Dắt lại thành tâm nguyện xin chư vị thần linh ông địa thần tài độ ban cho bà con cô bác ai cũng được cái lọc. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả bà con, chúc tất cả bà con ngày cuối tháng may mắn, đầu tháng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật, làm gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, ông địa ông thần tài, bông bà đất đai nhà chú thứ ba rất là linh nha. Chắc lại xin là lúc nào cũng về trước rồi buổi sau về trúng ngày trúng giờ luôn, rất là linh thiêng nha bà con. Điều chắc lại không có điều kiện, chắc lại chưa xin được, phải hôm nay hổm lại lâu lắm rồi, chắc lại nay mới đủ duyên. Chắc lại xin bà con cô bác anh chị em xin nếu mà thích thì tham khảo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em luôn an lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật.